Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Con xin được đọc một bài báo trên báo Tuổi Trẻ online với tựa đề Thực trạng nghèo đói trên thế giới. Là con cái của Chúa thì chúng ta không thể làm ngơ trước những người nghèo đói xung quanh chúng ta. Thực trạng nghèo đói trên thế giới, nghèo đói luôn là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Tuy nhiên không phải cái gì muốn cũng có thể giải quyết, cái gì cần cũng có thể đáp ứng. Giữa khái niệm và thực tế, giữa điều ước và hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn. Xin được gửi đến những ai đang quan tâm đến vấn đề nghèo đói một vài con số để suy nghĩ. Tức là theo như tác giả thì là thực trạng nghèo đói là vấn đề muôn thuở, vấn đề kéo dài rồi. Và cũng không phải muốn giải quyết là giải quyết được. Giữa những cái ước muốn và thực tế đôi khi nó cũng rất là khác. Và tác giả cũng chỉ nêu ra một số câu hỏi, một số thực trạng để chúng ta suy nghĩ. Và dĩ nhiên là nếu chúng ta muốn giải quyết thì tự chúng ta cũng phải tìm cách để mà giải quyết vấn đề nghèo đói qua việc chia sẻ với anh chị em. Số 1, đâu là mức sống hiện tại của phần lớn nhân loại? Đâu là mức sống hiện tại? Mức sống hiện tại của phần lớn nhân loại. Theo Tổ chức Lương thực Thế giới, gần 1/2, gần một nửa dân số thế giới sống dưới mức tối thiểu, tức là dưới 2 đô la một ngày. Tức là một nửa dân số thế giới là sống dưới mức tối thiểu. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 448 triệu trẻ em sơ sinh chết vì không đủ trọng lượng, tức là suy dinh dưỡng. 448 triệu. Chúng ta thấy là hơn cái con số của đất nước Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta 90 triệu thì đây là 448 triệu trẻ em sơ sinh chết vì không đủ trọng lượng. Ở các nước phát triển, số trẻ em chết trước 5 tuổi lên đến 1/10, tức là cứ 10 trẻ em thì có 1 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng đối với những nước phát triển đấy nhé. Hiện nay thế giới có 42 triệu người sống chung với căn bệnh HIV, trong đó 39 triệu người thuộc các nước phát triển. Riêng châu Phi, theo dự đoán của các nhà khoa học, đến năm 2020, một số quốc gia sẽ mất đi 1/4 dân số vì căn bệnh này. Hiện nay trên thế giới có đến 876 triệu người bị mù chữ, trong đó phụ nữ chiếm đến 2/3. Tức là nghèo, đói, bệnh, tật, mù chữ, văn hóa, vân vân. Rồi số 2, đâu là thực tế và tầng lớp trên của xã hội? Đâu là thực tế? Đâu là thực tế về tầng lớp trên, tức là về tầng lớp giàu của xã hội? 3 người giàu nhất thế giới giàu hơn 48 nước nghèo nhất thế giới. Chỉ cần 3 người giàu nhất thế giới thì tài sản người ta đã bằng hơn 48 nước nghèo cộng lại. Tác giả muốn cho chúng ta thấy rằng là vấn đề nghèo đói trên thế giới nó rất là nhức nhối. Nhưng mà thực tế không phải là con người thiếu lương thực, nhưng mà có những người giàu, giàu quá giàu đi. 3 người giàu nhất thế giới thôi đã hơn 48 nước nghèo cộng lại, giữ cái số tiền hơn 48 nước nghèo cộng lại. 225 người giàu nhất sở hữu khối tài sản tương đương với thu nhập cá nhân của 47% người nghèo trên thế giới, tức là hơn 3 tỷ người. 225 người giàu nhất thế giới thì hơn 3 tỷ người là lao động. Đấy. Giữ cái khối tài sản hơn gọi là một nửa nhân loại. 4% tài sản của 225 người giàu nhất này có khả năng giải quyết các nhu cầu tối thiểu như ăn uống, sức khỏe, giáo dục trên toàn thế giới. Chỉ cần 4% tài sản của 225 người giàu nhất thế giới thôi đó là đã giải quyết vấn nạn nghèo đói trên toàn thế giới. Tức là 225 người giàu nhất thế giới, họ chỉ cần bỏ ra 4% tài sản của họ thôi là đã giải quyết tất cả vấn nạn nghèo đói thế giới. Thế thì với những cái con số như thế này cho chúng ta thấy rằng là thế giới này đầy rẫy những người nghèo, có thể nói là hơn một nửa dân số thế giới đã là sống trong nghèo đói. Vấn đề không phải là không có lương thực, không có tiền bạc, nhưng mà vấn đề người ta không biết sẻ chia. Chỉ cần 4% tài sản của 225 người giàu nhất thế giới thôi đã có thể giải quyết được tất cả vấn đề nghèo đói, cứu trợ cho tất cả những gia đình nghèo trên thế giới. 4% tài sản của 225 người giàu nhất thế giới có khả năng giải quyết tất tần tật mọi vấn đề thiếu ăn, nước, uống, sức khỏe, giáo dục cho các gia đình nghèo trên khắp thế giới. Rồi số 3, người ta có thể giải quyết sự chênh lệch này được không? Thế giới có thể giải quyết được sự chênh lệch này được không? Tức là có rất là nhiều người nghèo đói
và lương thực thì cũng đầy rẫy trong các gia đình giàu. Vấn đề là chúng ta có thể giải quyết được không? Có thể lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo được không? Một dự án được xây dựng để giải quyết nhu cầu thiết yếu về ăn uống và cải thiện điều kiện y tế thế giới trên thế giới với đòi hỏi một nguồn kinh phí là 13 tỷ đô la. Đây là con số thực sự không hề nhỏ. Một cái dự án để giải quyết vấn đề nghèo đói thế giới thì cần kinh phí là 13 tỷ đô la. Đây là con số thực sự không hề nhỏ. Nhưng mỗi một năm châu Âu người ta chi ra 17 tỷ đô la cho thức ăn động vật. Chúng ta thấy một cái sự so sánh rất là đau lòng. Để giải quyết vấn đề nghèo đói trên thế giới thì mỗi năm cần 13 tỷ đô la. Nhưng mà không kiếm đâu ra được tiền để mà giải quyết được cái dự án lương thực cho những gia đình nghèo. Nhưng mà ở châu Âu mỗi một năm người ta chi ra 17 tỷ đô la chỉ để mua thức ăn cho chó mèo. Thế thì chúng ta có thể nói rằng là lấy cái thức ăn của chó mèo không thì cũng đủ dư thừa cho các gia đình nghèo trên thế giới rồi. Một cái sự so sánh rất đau lòng ha. Cần 13 tỷ đô la để mua lương thực cho các gia đình nghèo trên thế giới. Nhưng mà không, chẳng có, chẳng bao giờ có được con số này. Nhưng mà người ta dám bỏ ra 17 tỷ đô la để mua thức ăn cho các con thú, các con thú cưng của họ. 9 tỷ đô la là khoản tiền cần cho việc cải thiện nước sạch trên thế giới. Dự án này nhấc lên đập xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong một năm ở châu Âu tiêu tốn 17 tỷ đô la cho nhu cầu ăn kem. Để có nước sạch trên toàn thế giới cần 9 tỷ đô la. Để có nước sạch cho tất cả các gia đình nghèo trên thế giới cần 9 tỷ đô la. Nhưng mà cũng chẳng kiếm đâu ra được tiền. Nhưng mỗi một năm châu Âu người ta chỉ ăn kem thôi, người ta cũng ăn kem hết 11 tỷ rồi. 9 tỷ là cần để lo nước sạch thì không có, nhưng 11 tỷ cho việc ăn kem thì có. Một chương trình dự thảo để hỗ trợ cho công tác phụ khoa, tức là bệnh của người phụ nữ đó, và thai sản của thế giới cần 12 tỷ đô la, nghe qua người ta cũng phát hoảng. Nhưng khoản ngân sách đó chỉ là một góc nhỏ của nhu cầu dùng xa xỉ phẩm ở châu Âu và Mỹ. Chỉ tính riêng tiền nước hoa của các nước Âu Mỹ thôi đã là 12 tỷ đô la rồi. Chúng ta thấy rằng là cần 12 tỷ đô la để chăm lo cho những người mẹ mang thai, bệnh tật. Chăm lo thuốc thang cho những người mẹ mang thai, bệnh tật. Chẳng thể nào kiếm đâu ra được tiền cả. Nhưng mà chỉ là nước hoa ở các nước Âu Mỹ thôi cũng đã là hết 12 tỷ đô la rồi. Theo các nhà nghiên cứu của Tổ chức Lương thực Thế giới, người ta cần phụ cấp 40 tỷ đô la mỗi năm để giải quyết vấn đề nghèo đói, nước sạch, phòng chống những căn bệnh nguy hiểm như lao, bạch hầu, sốt rét. Khoản ngân sách này được cho là khổng lồ, nhưng nó còn hữu ích hơn rất nhiều so với khoản 50 tỷ cho việc hút thuốc lá hàng năm. Mỗi một năm cần 40 tỷ để chăm lo y tế và lương thực cho tất cả những người nghèo trên thế giới. 40 tỷ, không biết kiếm đâu ra cả. Thế nhưng mà mỗi năm người ta chi 50 tỷ cho việc hút thuốc lá. 50 tỷ cho việc hút thuốc lá. Hay 105 tỷ cho bia rượu. Uống bia uống rượu là 105 tỷ. 400 tỷ đô la cho thuốc phiện. Đó là người ta chưa nói đến những khoản chi tiêu vô bổ vào chiến tranh đạn dược. Theo ước tính của người ta tiêu tốn 1.000 tỷ đô la mỗi năm vào chiến tranh. Ở Mỹ mỗi năm con số này là 370 tỷ đô la. Nếu tính từ công nguyên, tức là từ thời Chúa Giêsu sinh ra, mỗi giờ Mỹ chi ra 18.000 đô la cho ngân sách này. Riêng tiền dành cho hoạt động quảng cáo của các công ty cũng lên tới 500 tỷ đô la. Chúng ta thấy rằng là chỉ cần 40 tỷ đô la để chăm lo cho các gia đình nghèo trên thế giới cả năm. Thế nhưng mà người ta hút thuốc không cũng là 50 tỷ rồi. Bia rượu là 150 tỷ, 400 tỷ cho thuốc phiện. Rồi những cái gọi là chiến tranh đạn dược là cả ngàn ngàn tỷ. Chỉ là chiến tranh đạn dược thôi. Chúng ta thấy là nếu giải quyết vấn đề nghèo đói nó chỉ là một con số nhỏ so với những cái chi tiêu của cái vấn đề chiến tranh, hận thù, ăn chơi của những người có tiền. Khi đọc được con số này bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có nghĩ quá khó để giải quyết vấn đề nghèo đói không? Câu trả lời rằng là thế giới vẫn đủ lương thực, đủ tiền, đủ lương thực. Nhưng vấn đề là người ta không biết chia sẻ thôi.
Không ít người cho rằng nếu thế giới quan tâm hơn đến sự phát triển chung thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản. Điều đó thì ai cũng biết. Nhưng thực tế lại đang chứng minh điều ngược lại, nghèo vẫn hoàn nghèo, giàu càng giàu thêm. Ông Gandhi đã rất đúng khi nói rằng người ta có đủ phương sách để giải quyết mọi nhu cầu chung cần thiết, nhưng chẳng bao giờ đủ cho nhu cầu sở hữu của cá nhân. Thế thì đối với cái ngân sách chung thì người ta có phương sách để giải quyết mọi nhu cầu chung, nhưng mà đối với nhu cầu cá nhân thì không bao giờ đủ. Đây là lòng tham vô đáy đối với con người, không biết bao giờ là đủ cả. Thế thì con xin được đọc lên cái bài viết này để cho chúng ta suy nghĩ. Kính thưa cộng đoàn, xung quanh chúng ta đầy đẫy những người nghèo. Vấn đề không phải là thế giới thiếu lương thực, nhưng mà thiếu tình người, thiếu sự chia sẻ. Đối với cá nhân con thì con cũng có lời kêu gọi và động viên tất cả quý ông bà và anh chị em. Cách riêng là gia đình chia sẻ lời Chúa với con mỗi ngày. Thôi thì mỗi tháng quý ông bà và anh chị em cố gắng góp cho con 50.000, 100.000 thì cũng được, để con dùng cái tiền của ông bà anh chị em chia sẻ cho những gia đình nghèo, nhất là Campuchia. Ngày Chúa Nhật cuối tháng này con sẽ đi qua Campuchia, và lần này con sẽ đi tới Biển Hồ. Con cũng đang dự định là phải có một cái điểm bác ái tại Biển Hồ nữa, vì nơi đó rất rất là nhiều người nghèo, cách riêng là những người Việt Nam nghèo. Thế thì chúng ta thấy rằng là thôi thì dù sao chúng ta cũng là những người có cái ăn. Thì mỗi tháng con xin quý ông bà và anh chị em bớt ra một đồng cho người nghèo. Và con xin thay mặt những người nghèo để nhận cái số tiền này, để con sẽ có thể là phát cơm, phát gạo hay là mọi thứ. Bởi vì nếu mà ông bà anh chị em không đóng góp thì con cũng chẳng kiếm đâu ra tiền để mà mua cơm, mua gạo cho người ta cả. Thôi thì con xin quý ông bà và anh chị em, cách riêng trong gia đình lời Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta biết là Chúa Giêsu của chúng ta cũng rất là yêu những người nghèo. Chúa đã làm phép lạ cho những người nghèo có cái ăn cơ mà. Và Chúa Giêsu nói rõ, ai cho những người bé mọn này dù một chén nước lã thôi thì danh thầy thì cũng không mất phần thưởng đâu. Thế thì con cũng xin quý ông bà và anh chị em mỗi tháng góp cho con nhé. Con xin được đọc lại số điện thoại của con này. Tên của con là Đinh Quang Mạnh Hùng. Đinh Quang Mạnh Hùng. Số điện thoại 0909215537. 0909215537. Và số tài khoản của con là luôn luôn là phải đúng tên nha. Đinh Quang Mạnh Hùng. Đinh Quang Mạnh Hùng. Số tài khoản là phải đúng tên. Đinh Quang Mạnh Hùng. Số tài khoản nó có 8 số thôi, là 88 rồi 400000 rồi 48 888 88000 888 88 300038 chứ. Đấy, 300038. 88 ba con số 0 000 ba con số 8 888. Đinh Quang Mạnh Hùng, 88000 888, ngân hàng Kiên Long, Châu Thành, Tây Ninh. Thế thì mỗi tháng thì con xin quý ông bà và anh chị em góp cho người nghèo một đồng. Con sẽ dùng số tiền này để chia sẻ cho các người nghèo ở biên giới, và cách riêng là dự án giúp đỡ những người nghèo ở Campuchia. Cuối tháng này thì con cứ cuối tháng là con đi Campuchia, mỗi tháng đi một lần. Quần áo cũ thì ông bà anh chị em đã gửi tương đối rồi, thì bây giờ thì con cần ít tiền để mua gạo, mì tôm, cũng như là muối mắm bột ngọt, rồi một số thuốc cảm, một số những cái đấy, giúp cho người nghèo. Chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta cũng vâng lời Chúa, và chúng ta làm cái việc bác ái này thì chắc chắn là tâm hồn của chúng ta cũng sẽ rất là vui. Đúng như bài tin mừng ngày hôm nay đấy, nước trời không ở đâu xa, nước trời đang ở giữa anh em. Thì khi chúng ta mở lòng ra đón nhận những người nghèo là chúng ta đón nhận chính Chúa, thì cũng là đón nhận nước trời vào trong tâm hồn của chúng ta. Và xin cảm ơn quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em đã lắng nghe.